Dạ một em giao cậu lâu Reonet 3 ha, series 3. Dạ đẹp trang như mới. Có cả đồ chụp bảo vệ lưỡi. Chẳng hiểu sao nó bị mẻ hai cái khúc này nha. Dạ. Cái này mẹ bác lên Shopee mua mấy chục ngàn em. Thay thoải mái ha. Thôi kệ thay đi, xài chi. Kệ tốt nha. Có để tỉa luôn. Này. Tỉa được luôn. Sạc pin vô ok rồi, sạc pin của nó luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn.